hãy cùng Vietnam Airlines đặt chân đến những điểm đến thu hút khách du lịch nhất tại Đài Loan, Trung Quốc nhé! Đầu tiên, chúng ta hãy cùng ghé thăm núi A Lý Sơn nằm ở Trung Nam, Đài Trung, Đài Loan. Núi A Lý Sơn là địa điểm du lịch hút khách bởi sự đa dạng của thiên nhiên với thảm động thực vật đa dạng và sự hùng vĩ của hơn 20 ngọn núi lớn nhỏ nối liền nhau. Vào mỗi mùa trong năm, núi A Lý Sơn sẽ khoác lên mình vẻ đẹp riêng, tạo sự hấp dẫn cho du khách mỗi khi tìm đến. Du khách có thể trải nghiệm những hoạt động như xem mặt trời mọc, lặn ở đỉnh núi, uống trà A Lý San, trải nghiệm tàu đi xuyên rừng. Dương Minh Sơn nằm trong top những công viên đẹp nhất tại Đài Loan, là điểm đến không thể bỏ lỡ trong chuyến du lịch Đài Bắc. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường của các loài hoa với hơn 1.000 loài hoa đào và 800 loài đỗ quyên. Dương Minh Sơn cũng nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, từ thác nước cho đến những vùng hồ tuyệt đẹp như hồ Mộng Mơ, là nơi sinh sống của một loại cỏ quý chỉ có ở Đài Loan, hay hồ sữa được hình thành sau khi núi lửa ngừng phun trào. Do địa hình đặc trưng của núi lửa nên Dương Minh Sơn quy tụ đến 13 khu vực địa nhiệt độc đáo với các lỗ phun khí nóng, lộ thiên, nồng nặc mùi lưu huỳnh. Đây là một trải nghiệm rất thú vị khi quý khách du lịch tại Đài Loan. Kim Môn là một quần đảo nhỏ gồm một số hòn đảo, trong đó có Đại Kim Môn, Tiểu Kim Môn, Ô Khâu và một số đảo nhỏ xung quanh. Kim Môn là một quần đảo hiện đại và sầm uất với dân số 113.000 người. Với vị trí gần Trung Quốc đại lục, du khách khi du lịch tại đảo có thể nhìn thấy đại lục bằng mắt thường hoặc ống nhòm. Bên cạnh đó, Kim Môn còn thu hút du khách với các thôn làng yên bình, kiến trúc cổ kính mang giá trị lịch sử vô giá. Hồ Nhật Nguyệt nằm ở thị trấn Du Chi, huyện Nam Đầu, miền Trung Đài Loan. Hồ Nhật Nguyệt là hồ nước tự nhiên lớn nhất tại Đài Loan, là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất tại đất nước này với vẻ đẹp non nước hữu tình, thơ mộng và những công trình kiến trúc cổ làm mê say du khách tới tham quan. Du lịch Đài Loan cùng Vietnam Airlines ngay nào!